Đây là tôi sẽ chữa bài video nhé, bài về video trong coordinator, và chúng ta có cái thư mục public, và trong thư mục public thì chúng ta có hai file data, ví dụ như file này và ví dụ như file này là hai file, và ta sẽ làm một cái chương trình để nó chơi được các cái video này, ok. Và chúng ta sẽ làm như sau, và đây là controller TST nhé, ta làm rất nhiều các cái function rồi, và là thêm một function nữa, function. Và đây là tên nó là video nhé. Không biết là có chưa, nhưng mà chắc có rồi, thì nếu mà có rồi thì tôi sẽ xóa đi. Ok. Xem nào, trong này là có video này. Tôi xóa cái này đi nhé. Công tuần Z, công tuần Z này. Xem biết đâu lấy. Thôi được rồi, tôi lấy lại cái này đỡ phải. Tuần X này nha, và xóa cái này đi. Thì tôi lấy lại một vài cái code nữa, phải tra công tuần về đây, công tuần cp enter. Đầu tiên mình dùng lot helper directory, có nghĩa là mình sử dụng cái thư viện mà dùng với được directory. Sau khi lot cái này thì mình mới dùng được cái function directory map này và public data. Và sau khi đã có cái này rồi thì chúng ta print cái màn hình nữa nhé. Chúng ta thử print ra màn hình. Print. Đưa ra map đây chẳng hạn. Công tuần S. Nào. Và ta chạy thôi. Chúng ta chạy. Chúng ta đóng hết những cái này lại nhé. Lục gần hết. T3H. Có vẻ như bé bé nhỉ. Project. Có nên trao 3 chấm này. Và sau đó thì tôi cho index.php.tst này. Thì tôi gõ tiếp vào là video. Video Array to string conversion. Thì đây thì chắc là phải printer. Thử xem. Undefined variable data map. Printer. Được chưa? Và làm lại này. Printer. Và chúng ta thấy là nó có play 1, play 2, chấm dat. Và chúng ta chỉ cần có thế thôi đúng không? Và chúng ta chỉ cần có thế. Và bây giờ chúng ta load view. Ctrl S. Và view video, về video thì chúng ta sẽ mà Ctrl view video. Đúng không? Và Ctrl A luôn. Tôi làm lại từ đầu con PVS 3 HTML5. Đây, xóa bớt những cái thứ này đi. Công tuần ship ca và vân vân ở trong này thì container nhé. Công tuần ship bs 3 container công tuần s, và chúng ta chia cái này ra làm 3 và 9 nhé. Được chưa? Container thì mình không làm fruit nữa. Chia trong cái này ra 3 làm chỉ 3 và 9 thì bs 3 chấm row đi, chấm row thêm hàng, và trong cho chúng ta thêm cột con sinh bs 3 column 1 cũng được, và chúng ta công tuần cv column, và chúng ta chia như cái này mà công tuần d 9 và công tuần d 9 và 9 và 3 thì nó sinh thành 12. Và ở đây chúng ta sẽ đưa vào một cái video nào đó nữa. Từ từ chúng ta lót một cái video và chúng ta sẽ đưa vào. Ví dụ à, chúng ta lấy mã nhúng chẳng hạn, chúng ta sao chép mã nhúng rồi này nhá, được chưa? Và chúng ta sẽ ném vào cái công tuần V này, y enter. Và bên này chúng ta cho lo ram ít đó, ram công tuần cp enter công tuần s, và chúng ta chạy lại cái view này nhé. Đẹp quá nhỉ. Chúng ta đây, đây và đây. 9 và vân vân, được chưa? Chỗ này thay vì chúng ta đã có những cái dữ liệu play 1 này thì chúng ta có thể làm một cái selection box ở đây nhé. Thì chúng ta làm selection box thì nó như thế này. Control CP BS 3 input select nha. Thì chúng ta nhìn xem.
và chúng ta play lại này, chúng ta có thể làm trong view đúng không? Đấy, select one, select one, được chưa? Trong view rất đẹp đúng không? Các bạn thấy là trong view rất đẹp. Và ở trong này thì mình có thể copy cái này vào, mình tốt nhất là mình có thể mình sẽ sản sinh ra mã ở trong controller cũng được nhé, đúng không? Các bạn sẽ dùng ở đây control shift k for each, đúng là variable map, ở đây là đô la map as file đi, fl, tại vì đây là file mà, có hai cái file. Thì chỗ này chúng ta sẽ trong tuần về chúng ta còn sẽ đây, chúng ta sẽ echo cái này, chúng ta không echo mà là chúng ta viết là đô la html nhé, đô la html bằng chấm bảy ở đây, và nếu mà được rồi, đô la html trong tuần z html ml đúng không? Công tuần hết mà chấm bằng đúng không? Ở chỗ này thì mình sẽ nháy vào chấm chấm đúng không? Chấm chấm ở chỗ này là đô la fl chấm phẩy ở đây công tuần hết. Thế mình sẽ cho data đô la data đi, đô la data, và mình sẽ truyền cái HTML sang nhé. HTML thì bằng đô la HTML, được chưa? Chấm phẩy, tất nhiên phải chấm phẩy rồi. Control S, và bên cái view này thì chúng ta có thể ở đây là chúng ta gì? PHP nhé. PHP tag echo này. Đô la, bởi vì chúng ta đã chuyển biến sang đây rồi, được không? HTML chấm phẩy, và chúng ta công tuần S và chúng ta chạy thử xem có được không. Và chúng ta ở đây gọi là có play 1, play 2, play 1, play 2, được chưa? Thế như thế là đã ổn rồi. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ làm JavaScript nhé. Chúng ta sẽ công tuần shift k ở đây, công tuần shift k ở đây, và chúng ta sẽ script ở chỗ này. Được chưa? Chỗ này thì các bạn cái chỗ này select này này nhé, thì chúng ta sẽ làm on chain, on chain, on chain attribute này, thì các bạn sẽ cho chạy là cái get list này, get lst nhé, lst get list, và các bạn mở ngoặc đóng ngoặc, và các bạn cho cái, thôi được rồi, chúng ta cho zip xuống được nhé. Được chưa? On chain thì chúng ta lại chạy function này, và chúng ta biết cái function này. Ở dưới này chúng ta function get list lst list of video đấy đúng không? Argument là mình cho là element đúng không? Và chúng ta gì? Console.log cái e này xem mình có cái gì? Chấm phẩy control s. Và đây thì chúng ta phối hợp nhé, chạy lại này on chain, và chúng ta F12 này này, tất nhiên là nó ở trong này nhiều lỗi lắm, nó là của không biết những cái, chúng ta ấn vào đây này. Chúng ta select này, on chain này, bằng và chúng ta đã được rồi đúng không? Được chưa? Select một thì chúng ta đã nhận được this, được không? Rồi, ok. Thì ta phải đưa vào những cái này, nếu mà để cho nó chạy được thì chúng ta phải đưa ở bên này này, những cái biến này, value này, value bằng chấm chấm và nhảy nhảy đây nhé, nhảy nhảy chấm chấm copy luôn, control V, control S, được chưa? Và chúng ta này select này play 1 on chain, và chúng ta nhìn thấy này, ở dưới này thì chúng ta có value bằng play 1. Tí nữa chúng ta sẽ lấy được cái chữ này ra như thế nào. Đây này các bạn nhìn thấy không, và chúng ta cho nó đây, on chain của mình ở bên này nhé, đúng không? Control nó lúc e chấm value, value, ta thử xem, chain
Play 1. Đây là chúng ta thấy được rồi, cái này này này. Nhá, cái này chính là cái mình cần đây này nhá. Và chúng ta cho cái này vào, khóa lại, không xuất ra màn hình nữa, mà chúng ta thì dùng cái này, cái giá trị này để mình gọi Ajax thì mình gọi post nhé. To cái gì mà một cái function gì đó thì mình gọi là to, thay vì đây mình sẽ đưa copy nhé. Bạn sẽ đưa cái này vào, bạn sẽ đưa thêm một cái đây là nó khi mà click vào đấy thì nó sẽ lấy Ajax, nó phải lấy cái tên file đấy đúng không, và gọi là get video list này. Get list này cũng được nhé. Get LST được chưa, và mình sẽ truyền vào là param là FL là file đấy, file viết là file đi cho nó rõ. Và ở trong này là mình truyền cái gì đấy, truyền e.value vào đây nhé, e chấm và liu chấm phẩy, không phải chấm phẩy mà như này, bỏ bớt tất cả những cái này ra đúng không? Bỏ những cái stub này này, mình alert thôi, alert data chấm phẩy vào đây, công tuần s này, và ra bên này mình phải viết thêm một cái function là get lst đúng không, function get lst, không biết là trên kia mình có chưa, chúng ta không cần lấy cái gì ở đây cả. Được chưa? Được, phải get content này. Cái này chính là cái nào đó đấy, nhưng mà thôi. Tôi sẽ viết lại từ đầu cái này là ST này. Và đầu tiên mình chúng ta lấy cái $post nhé. $post thì có nghĩa là gì? Cái này mình là file, chuyển sang là file đúng không? Chấm phẩy, mình đặt tên cái này là $file. Bằng, tại vì mình get cái chuyển cái biến cái sang và mình echo nhé. Echo xem mình lấy được chưa? $file. Và chúng ta chạy này, refresh. Và chúng ta bỏ cái này đi nhé. Select one. À, play 1.dat. Có nghĩa là chúng ta đã chuyển được. Ok. Chúng ta đã chuyển được play 2.dat. Đấy, như vậy là từ cái này chúng ta lấy được chúng ta muốn muốn cái danh sách phát nào đúng không? Play khi mà lấy được cái tên này rồi thì đúng làm sao nhỉ? Thì chúng ta sẽ dùng cái đây hôm trước chúng ta đã làm này, chúng ta nói cái file này, này. Chúng ta dùng cái line này nhá, copy và tôi sẽ ném cái này vào đây, công tuần về đây là đường dẫn đây này, project này, public data và đô la này là đô là file chứ không phải là phim. Thì chúng ta sẽ lấy được cái nội dung là line là cái gì, xong rồi chúng ta sẽ line đây thì như là một cái mảng, thì chúng ta có thể print tr đô la line được không ạ? Nó lấy được bằng cái mảng copy công tuần v công tuần s chấm phẩy và công tuần s. Chúng ta lại xem Ajax nó lấy được cái gì. Chúng ta đây, nếu mà chọn cái này thì chúng ta đã hoàn toàn lấy được hết những cái mảng này. Ok, mà lên play 2 này. Chúng ta lại lấy được một cái mảng khác, và cái này chúng ta đã sơ bộ xử lý luôn ở đây đúng không, công tuần shift k. Như vậy là cái biến line này chúng ta đã có được nội dung của cái video. Bây giờ chúng ta dùng explode nhé, explode delimiter của mình là chúng ta thấy là ở trong này những có những cái thứ này như thế này. Watch đây là này, đây watch này. Đây mới là nội dung của video này đấy. Cái idea là cái đoạn cuối này và đằng đầu là cái title. Và cái này chúng ta coi như là cái đã tìm và chúng ta sẽ cắt những cái này ra. Chúng ta công tuần v ở đây. Nháy nhá. Công tuần v watch và string chính là gì? Export chúng ta sẽ for each ở đây nhá. For each line, đó là line. Mà như coi những cái này như là một cái line nhé, một cái V, một cái video này, đúng không? Một cái video thì chúng ta sẽ công tuần X và chúng ta sẽ cắt nó, công tuần V ở đây cắt nó, và chúng ta cắt đô la V nhé, đô la V. Export thì bằng cái này, và mình sẽ đưa vào một cái mảng M, mảng vid chẳng hạn, vid là video này, vid the sư đô la vid the sư nhé, một cái mảng empty nhé chấm phẩy, và cái đô la vid mình sẽ thêm vào, nhồi vào bằng explode nhé,
Và ra ngoài này chúng ta thạch print đi nhé. Netlist đây đúng rồi đúng không? Và ra ngoài này chúng ta thạch print. Print đô la vít chẳng hạn, đô la vít chấm phẩy. Và chúng ta sẽ chạy lại cái chương trình này nhé, xem là cái đô la vít nó có cái gì. Nó là 129 129 đây chấm phẩy ở đây cộng nha, cộng tuần S và 129. Ok, và chúng ta sẽ chọn đây play 1. À, đã có, chúng ta đã tách được cái này ra rồi nhé. Ok, và bây giờ chúng ta chỉ sản sinh cái danh sách ra để ném vào đây thôi nhá, sản sinh cái danh sách ra để ném vào đây. Ok, thì chúng ta làm luôn ở đây. Thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ khóa cái này lại và gì tab ta công tuần cp bs 3 này, list group, list group group link này, đúng không? Đây các bạn sẽ đưa vào những cái này và chúng ta view WordPress đây rồi đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cái biến gọi là đô la html đi, html bằng đây chấm chấm phẩy đúng không, và đô la html chấm bằng chấm phẩy. Trong chỗ này thì mình for each thôi nhé, chúng ta không cần active gì cả. Active k, control shift k. Và mình sẽ chỗ này là mình sẽ cứ chấm phẩy chấm bằng thôi. Copy control v. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Và cuối cùng là đô la html này. Cộng tuần V, cộng tuần S. Chỗ này thì mình dùng for each đúng không? Chỗ này mình dùng for each. For each variable lúc này nó là cái fit the sir nhé. Fit the sir. Mình coi nó như là một gì? Lại mình coi nó một cái video đây. Thì cái gì ở đây? Mình sẽ đưa cái dòng này lên chứ đúng không? Cộng tuần Control CP Enter. Và cái class, cái này là một cái item này. Đây là cái tên của video thì mình sẽ là gì? Đó là V. V này là V, mình sẽ là V 1 hay V 0 thì lại V 1 V 0 đi. Còn ở chỗ này là cái ID của nó, thì mình sẽ chấm chấm nháy nháy. Chấm chấm. Đây, chúng ta copy cái này mà. V 1 V một công tuần S. Chỗ này thì chúng ta sẽ chấm chấm và nháy nháy này. Control V không đúng không ạ? Công tuần S chúng ta thử nhé. À, chúng ta thử chạy này. Sai rồi. Cái gì để sai rồi hay chỗ nào? Top. À đúng rồi, mạng của tôi nó bị mất thôi nhé. Bây giờ tôi phải chạy thôi nhé. Refresh. À, bạn đã bấm vào đây rồi. Thế thì mình chúng ta phải sang cái chỗ này đúng không? Đây chỗ này chúng ta sẽ chúng ship cả. Và đây class 3 này đúng không? Đúng không? Thì ở dưới này mình sẽ cho một cái, mình sẽ cho một cái đô la gì đấy, đô la là ST à, V đô la V là ST đúng không? Và mình lấy cái này nhé. Copy. Và gì? Ở dưới này thì mình get list này, get list đúng không? Ở chỗ này thì chúng ta cho query. Và chúng ta chọn chỗ này là ID đúng không? Và chúng ta html là mở
Viết đây là data chấm phẩy trong tuần s, chạy thôi nhé. Mình thử nhìn nhé. Chúng ta thử nhé, nhìn spec xem là chúng ta có cái gì. Đây này, chúng ta có href thì bằng cái này nhé, href thì bằng cái này. Có lẽ chúng ta không để đây là href mà. Thôi được rồi, chúng ta xem nó class gì chứ. Class list item group đúng không? Ok. Không 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 để là list item group mà chúng ta sẽ để thêm một cái class là video nữa. Ok. Và ở trong này thì chúng ta phải đây class bằng video. Không phải class bằng đây mà class thêm lên là video. Video. Và bên này chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ kích hoạt nó. Chúng ta sẽ kích hoạt nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ kích hoạt nó như sau, đúng không? Chúng ta sẽ là đô la này, bài ngoặc này, body. Để cho chúng ta on click thì đúng rồi, on click selector là cái class của video. Function đưa ra. Và chúng ta chỗ này chúng ta alert ha. Một chẳng hạn, chấm vài. Trong tuần này là chúng ta chạy nhé. Chuẩn rồi nhá. Cái như này là chuẩn rồi. Đấy, như này là chuẩn rồi, đúng không? Thì mình không alert nữa mà mình chấm console.log nhé. Cái chỗ này là gì nhỉ? Event đi. Chúng ta thử event được nhé. Chúng ta thử cho cái này ra xem ta có cái event gì trong tuần S nào. Là S12 này nè. Ta xem là ta có cái gì. Click này. Event này. Đây. Chúng ta có thể ấn cái này. Chúng ta xem event thì chúng ta có rất nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta lấy cái gì. Original event này. Mouse event nhé. Và chúng ta sẽ lấy một cái gì đó. Mà chúng ta lấy được cái current chắc hết này. Thế được rồi, ta sẽ đây này. Bây giờ chúng ta không console.log event mà chúng ta console.log this cho nó dễ nhé. Thì chúng ta chạy này. Được chưa? Và đây select one, play 2. Và khi chúng ta bấm vào đây một cái thì nó ra href. Thế bây giờ thì mình chỉ cần lấy this href, có nghĩa là mình lấy được cái này rồi nhé. Thì chúng ta thử chấm href đi. Nào. Và khi mà chúng ta lấy được cái đó thì có nghĩa là chúng ta lấy được cái view này. Đây này, đây chính là href lại bằng cái này à? Không phải. Chúng ta thử xem nào. Inspect. Đây href nó bằng cái này cơ mà. Đây, đúng rồi. This.href là cái này nha. Được không? Và mình A này mình có lẽ mình không để bằng href đi nhé. Tôi nghĩ là tốt nhất là cho nó dễ lấy thì các bạn đây được rồi. Các bạn sẽ chuyển sang bên này này. Thì bên này chúng ta viết đây là ID đi. ID hoặc là VID gì đấy, VID. Nhá, thì cái này lấy dễ hơn nhá. Và các bạn chạy lại này. Đúng không? Play này, play 2.date này. Click vào đây này. Click vào đây thì chúng ta sẽ không có lấy, chúng ta in cái này. Console.log của mình đây.
VID đây, về ID tính đây à, ping ping click vào đây đúng không, click vào đây undefined, tại sao phải undefined. Được rồi, chúng ta sẽ làm như thế này. À, chúng ta còn chưa chưa lưu cái này chăng? Thử lại nha, nếu không thì chúng ta tốt nhất là được rồi, rồi tôi sẽ refresh cái này. Nào, ok. Và làm lại này. Click undefined, tốt nhất là mình chuyển cái này là chấm .id nhá, Ctrl S và A đang A test về. Bên này thì mình chuyển thêm này Ctrl S được chưa? ID nhé, ID thì tôi nghĩ là nó sẽ được. Nào, ta lấy này, play này, click này. Đấy, bây giờ lấy được cái này rồi nhé. Lấy được cái này có nghĩa là rất ổn rồi. Chấm ID nhé, ok, this ID, được chưa nào? Và lấy cái này thì mình sẽ cho vào, thay vào cái frame này. Được không? Và ở đây, trong cái view ấy, trong cái view các bạn tìm lại cái chỗ mà đây này, đây đây này là cái class row đúng không? Nhưng mà bạn sẽ cho một cái div vào đây. Hoặc là cho cái ID này này nhé. Mình cho ID này. ID bằng big chẳng hạn. Được chưa? Để mình sẽ lấy cái big này và mình gắn cái frame vào nhé. Copy và ở trong này Ctrl V, bạn sẽ cho nó nháy nháy chấm chấm, nháy nháy chấm phẩy ở đây đúng không? À, đây là iframe này, iframe 3 chẳng hạn, và iframe bằng cái này để chẳng, và bạn sẽ cho đô la của cái bit này đúng không? Bit chấm html thì bạn sẽ cho bằng cái iframe chấm phẩy Ctrl S, bạn thậm chí có thể xóa cái này lại này, này. Và chúng ta cùng chạy lại nhé. Nào, bây giờ này chọn đây có lấy ít hai này, chuyển ảnh này. Đấy, xong rồi nhé. Thì có thể các bạn sẽ styling lại nó một chút, tôi sẽ dừng lại và không làm tiếp này. Kéo thả này, thị trường này. Thêm bản ghi ơ. À, có thứ này trời điểm qua chỗ này khác mà. Ồ. Sao thế? Inspect. Nào, click vào đây. Vẫn thêm mình đi vào cái này kìa. Tôi thử xem nhé, có cái gì đấy. Vẫn đi vào. Vẫn đi vào. À, thế là cái gì? À, đây. Chúng ta vẫn chưa. Thay cái này nha, chỗ riêng cái đoạn này này. Mình phải xóa đi, đúng không? Mình nháy nháy và cộng cộng thì vào. Cộng cộng đấy là gì, cái gì đây này, wonderful this, chỗ này mình this này, đấy nhá, this chấm id đúng không, mình thử đi Ctrl x đây Ctrl v và thử xem nhé. Nếu mà được thì thôi, ok. Chúng ta thấy là rất phức tạp đúng không? Khá là phức tạp. Và được chưa? Tôi sẽ dừng cái video này rồi nhé.